Xứ Lê Gia mến chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay bên vườn con có một số xứ hạ lai tạo nó đã ra hoa, con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình nha. Rồi, con có cây số 1. Số 1 là cây hoa 3 lớp màu đỏ, cánh viền tím ha. Nở một hoa và còn một ít nụ ạ. Cây của mình chiều cao nó khoảng là 40 cm, phân tàn phía dưới được 5 tựa. Rồi, cây số 1 giá 100.000. Mình xem đây mặt hoa nó ha. Rồi, tới cây số 2. Số 2, một cây xứ hạ lai tạo hoa 3 lớp màu đỏ, cánh có viền tím. Cái mặt hoa này mình nhìn giống hệt như cái hoa T1 luôn á. Chiều cao của cây mình là khoảng là 40 cm. Phân tàn phía dưới nó được là 6 cái tựa. Củ to tầm bằng cái chén ha, bằng cái chén ăn cơm của mình gọn gọn á. Cái củ này nó ăn sâu xuống với cái đít chậu này luôn nè. Cái chậu mình để không được luôn. Rồi, cây số 2 này là giá nó là 300.000. Số 3. Số 3. Một cây này có hương thơm nhẹ, xoay hoa khá là to. Hoa 3 lớp màu đỏ nha. Đỏ có lem lem trắng ở trong cái cánh. Nở dưới cái nhánh phụ nó dưới nè ha. Hai cái tựa ra nè. Rồi, cái củ này cũng tầm bằng cái chén á, giá 100.000. Và chiều cao của cây mình là khoảng 40 cm. Đây, cái hoa mọc phía dưới đây 100.000 ha. Có hương thơm nhẹ. Số 4. Một cây hoa 3 lớp màu sắc như hình luôn ha. Mới dông hồi nãy là mưa dông, cái gió quá trời luôn, nó đánh cái cánh hơi bị dập luôn, te tua đời hoa luôn. Chiều cao của cây này là khoảng 25 cm. Củ thì nó khoảng bự hơn cùm tay mình nha. Giá 50.000. Số 5. Rồi, cái hoa này là 3 lớp nè. Điểm nhấn của nó là cái sọc hồng, cánh hơi dúng dúng, nhìn hoa rất là dễ thương. Cánh nó dúng viền tím á. Cánh hoa của mình dày nè. Chiều cao của cây á, là khoảng là 40 cm đổ lại. Phân tàn ra một tựa phía trên đây. Củ thì cũng khoảng bằng cùm tay mình. Giá 150.000. Mình xem đây mặt hoa nó một lần nữa nha. Rồi, 150.000. Số 6. Một cái hoa 2 lớp. Cây này thì chiều cao nó cũng vừa thôi không, khoảng là 22 cm. Phân tàn ra phía dưới đây được là 6 cái tựa. Củ này có hình cũng khá là đẹp mắt luôn nè. Giá 100.000 nha. Cây số 6. Hoa 2 lớp, nở ra căng một lớp rồi còn một lớp nữa. Rồi, thì hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số cây xứ hạt lai tạo này ha. Và cái hàng này con gửi đi là 2 cây trở lên con mới gửi nha cô chú và anh chị. Rồi, con cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Dạ, con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.